Dương Tử dính phốt nặng, nguy cơ bay màu giành tiếng trong phút chốc, hết cơ hội đấu với Nhiệt Ba. Thời gian gần đây, loạt ngôi sao showbiz liên tục vướng phải những lùm xùm chấn động làm ảnh hưởng đến danh tiếng lẫn sự nghiệp. Dương Tử cũng không thoát khỏi kiếp nạn khi vừa trở về nước ít lâu. Khi đặt lên bàn cân so sánh với Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Tử được đánh giá là lấn át hoàn toàn mỹ nhân Tân Cương ở mảng phim ảnh năm nay. Minh chứng là chỉ với dự án Trường Tương Tư, nàng Tiểu Hoa đã đánh bại đối thủ có cả hai phim lên sóng là Công Tố và An Lạc Truyện một cách dễ dàng. Cũng từ thành công của bộ phim này mà lượng fan hâm mộ của Dương Tử tăng lên không ít. Nhiều người cho rằng hẳn là nhờ khả năng diễn xuất tốt cùng nhan sắc xinh đẹp đã giúp nàng Tiểu Yêu chiếm trọn tình cảm của công chúng. Không chỉ thăng hạng về phim ảnh, mảng thời trang của Dương Tử cũng được nhận định là tiến bộ vượt bậc so với trước đó. Nhất là khi tham dự Paris Fashion Week mới đây, cô nàng nhận về vô số lời khen ngợi vì sự chín muồi trong nhan sắc, lẫn gu ăn vận thời thượng. Thậm chí, nữ diễn viên Trường Tương Tư còn được cho là lấn át cả Địch Lệ Nhiệt Ba qua loạt hình ảnh chụp cam thường tại sự kiện trên. Có thể nói, đây là sự tín hiệu đáng mừng cho nàng Tiểu Hoa trong suốt quá trình làm nghệ thuật. Đặc biệt, vừa trở về nước từ tuần lễ thời trang Paris, Dương Tử lập tức tung ngay bộ ảnh Hotel Control cực xinh đẹp. Nữ diễn viên cũng nhanh chóng được dân tình tán dương vì gu thời trang ngày càng lên hương. Tuy nhiên, sau đó không lâu, Dương Tử bất ngờ bị bóc ra chuyện sử dụng hàng nhái thương hiệu cao cấp. Bởi lẽ, bộ trang phục Hotel Control cô nàng diện trong bộ ảnh mới hoàn toàn không giống với hàng của hãng. Trước vấn đề nói trên, nhiều người bày tỏ quan điểm rằng nếu Dương Tử thực sự diện hàng nhái thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc nữ diễn viên tiếp xúc với mảng thời trang sau này. Bên cạnh đó, một số ý kiến cho rằng bê bối hàng nhái sẽ khiến khoảng cách giữa nàng Tiểu Hoa và Địch Lệ Nhiệt Ba ngày càng xa hơn nữa. Hiện phía công ty quản lý của Dương Tử và hãng thời trang đều chưa lên tiếng phản hồi về vụ việc. Bỏ qua vụ diện hàng nhái, mỹ nhân sinh năm 1992 sẽ có dịp đụng độ với Dương Mịch vào nửa cuối năm 2023 khi Trường Tương Tư 2 và Hồi Yêu Tiểu Hồng Nương Nguyệt Hồng cùng lên sóng. Theo đó, phần tiếp theo của siêu phẩm Trường Tương Tư do Dương Tử, Đặng Vi, Đan Kiện Thứ và Trương Vạn Ý đóng chính đã lấy được giấy phép công chiếu. Khả năng lớn là phim sẽ ra mắt khán giả ngay trong khoảng thời gian cuối năm nay. Bởi lẽ, nhiệt độ của phần 1 hiện vẫn còn níu giữ được sự quan tâm của khán giả. Lên sóng ngay thời điểm này là hoàn toàn hợp lý. Nếu để sang năm 2024 mới công chiếu thì mọi số liệu sẽ phải xây dựng lại từ đầu. Hơn nữa, nhiều khán giả chờ đợi quá lâu cũng sẽ không còn hứng thú với tác phẩm này nữa. Ngoài ra, theo nhiều nguồn tin cho biết, concert Trường Tương Tư sẽ diễn ra vào 2 ngày 16-17 tháng 10 tới, nên đoàn làm phim khả năng cao có thể lợi dụng nhiệt độ của sự kiện này để hút thêm một lượng người xem mới. Trong khi đó, có thông tin cho hay bộ Hồng Yêu Tiểu Hồng Nương Nguyệt Hồng của Dương Mịch cũng sẽ lên sóng vào cuối năm 2023. Đáng chú ý, phim đã vượt 2 lượt triệu đặt trước và nhận phản hồi cực tốt sau khi tung trailer. Sức hút của tác phẩm cũng phần nào nhờ vào sự góp mặt của dàn trai tài gái sắc như Dương Mịch, Cung Tuấn, Trương Lăng Hách, Trần Đô Linh, Quách Hiểu Đình, Trúc Tự Đan, Trần Giao, Ngụy Chiết Minh với tạo hình lung linh khiến khán giả thích thú. Nhiều người nhận định dàn cast này hoàn toàn đủ sức đối chọi với Trường Tương Tư, vốn cũng rất nhiều gương mặt nổi bật, đặc biệt công chúng mong đợi màn đối đầu trực diện của hai nàng Tiểu Hoa, Dương Tử và Dương Mịch. Lại thêm phần đông khán giả cho rằng khi An Lạc Truyện và Trường Tương Tư cùng lên sóng vào mùa hè năm 2023, Địch Lệ Nhiệt Ba đã thua thảm trước Dương Tử, nhưng lần này nếu như đối đầu với đàn chị Dương Mịch, mỹ nhân sinh năm 1992 chưa chắc đã có phần thắng. Không nói bản thân cô Bạch Thiển thành danh nhờ loạt dự án phim cổ trang, nắm trong tay nhiều tác phẩm bạo hơn Dương Tử, mà Hồi Yêu Tiểu Hồng Nương Nguyệt Hồng vốn là tác phẩm rất đáng để khán giả đặt nhiều kỳ vọng.